Ô, gom phố đi bộ về đây rất là đông, tính ra cũng phải cả ngàn người á. Đây là giám đốc VMware tại Hà Nội, anh bạn rất là thân của vị chú nha. Bên này là gì đó, cầu gì, cầu thê thúc. Đây là hồ con rùa. Mọi người thấy là thanh niên là thử nữ tú. Hỏi trường xíu là bây giờ thị trường công nghệ thông tin và mấy chủ ảo hóa ở Việt Nam như thế nào? Ra thì công nghệ ảo hóa thì ở Việt Nam thì là chỉ khoảng 95% thị phần ở Việt Nam. Thị trường châu Á đúng không? Hay là chỉ ở Đông Nam Á? Cả châu Á. Thật ra là các hãng bây giờ bắt đầu nó dịch chuyển từ lên cái cloud thì nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà cloud là có là điện toán đám mây nha mọi người. Vừa đúc được như thật cỡ không hiểu cloud, đúng không? Cloud thì đó. Có như là Google, AWS hay nọ, hoặc là Microsoft Azure. Thì vấn đề là vẫn là VMware thì cũng không thoát khỏi sự dịch chuyển đó. Kể cả container nữa thì VMware vẫn có, hiện nay VMware phát triển thành những cái mạng gọi là multi cloud operation, quản lý đa phần tất cả nền tảng khác nhau, để vừa quản lý hệ thống on-premise hoặc là cả môi trường public trên một giao diện nhất của VMware. Đó là cái định hướng VMware hiện nay đang đi. Còn thực ra thì ở Việt Nam thì thị phần thì nó cũng nhiều, các hãng phần cứng thì cũng có đầy đủ hết, nhưng mà đa phần thì khách hàng lớn thì tập trung ở Hà Nội, bởi vì head office của tất cả các đơn vị lớn thì nằm ở đây hết. Ngân hàng, chính phủ. Còn ở trong miền Nam thì lại những cái công ty về liên quan tới lĩnh vực MNC hoặc là những cái tập đoàn nước ngoài họ đầu tư vào đấy. Nhưng để làm ăn lớn thì ở ngoài này là tập trung. Hầu hết những cái tập đoàn lớn về technical như IBM, VMware rồi hầu như là ở đây Hà Nội ha. IBM cả VMware đều có office ở cả Hà Nội, Hồ Chí Minh. Nhưng mà khách hàng nguồn thu lợi lớn nhất là ở đây. Tại vì 90% thị phần gần như là tất cả doanh số lớn của các hãng đều nằm ở đây hết. Khách hàng to ở đây. Kể cả đội service của mình ở VMware cũng vậy, cũng không nằm ngoại lệ. Lý do tại sao là những hãng lớn của Mỹ lại đặt vào headquarter tại Hà Nội mà không phải một quốc gia khác như Thái Lan, Singapore? Thực ra thì hub của, nói chung là mỗi country thì đều có một cái hub riêng. Như VMware cũng vậy, VMware cũng là hub chính của khu vực Đông Nam Á, hay là IBJ thì ở Singapore. Về mặt chính sách thuế má ưu đãi thì nó thì Singapore bảo hộ hơn. Nhưng ở Việt Nam thì các trụ sở của các gọi là các hãng đại diện hãng chính á, các vị trí lead country manager của các hãng thì đa phần ngồi Hà Nội hết. Bởi vì cái căn bản chính là các bạn ấy bị khách hàng to đây, khách hàng chính phủ ở đây, muốn bán được và số lượng khách hàng tập trung lớn phát triển ở đây nhiều. Còn Hồ Chí Minh thì cái doanh số nó không được cao như ở trên kia, mặc dù là khả năng đóng deal ở Sài Gòn thì rất là nhanh, 6 tháng thôi lose được cái deal, nhưng mà ở Hà Nội thì phải là cả 5 đến 2 năm mới đóng được deal. Nhưng mà dự dạng đó phải cả triệu đô chứ không có giá trị thấp. Đó là lý do tại sao mà sự lựa chọn có thể là thế. Rồi theo trường đánh giá mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam hiện tại như thế nào? Mình nghĩ là vẫn tốt. Nhưng mà về mặt là từ ngày thời mà LinkedIn nọ, các thị trường mở rộng ra, rồi các hãng mình cứng, các hãng về công nghệ vào Việt Nam nhiều hơn. Gần đây nhất thì các bạn đều biết là Apple bắt đầu là dịch chuyển đội ngũ sản xuất từ Trung Quốc về Việt Nam. Vì các hãng, bản thân các hãng Trung Quốc ở Việt Nam cũng đã set up các văn phòng ở Việt Nam rất là nhiều. Ví dụ như chẳng hạn như là Foxconn hồi xưa là sản xuất cho Nokia, sau đó mà Microsoft mua lại, sau đó Foxconn lại mua lại cái nhà máy của Nokia ở Microsoft ở Bắc Ninh, để bắt đầu để làm cho các hãng, bây giờ đang làm cho các hãng khác nữa chứ không phải chỉ là cho Nokia nữa, và đặc biệt là cả Apple. Rồi cả Luxe cũng là một hãng nổi tiếng của Trung Quốc. Và gần đây nhất như từ năm ngoái mình thấy là các làn sóng du nhập của các công ty Mỹ và Việt Nam khá nhiều, như là Juniper, như là Dell, họ bắt đầu họ tuyển dụng nhân sự ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực là supply chain.
thì họ là họ chuyển dịch tất cả các nhà máy bắt đầu đặt ở Việt Nam để sản xuất vì chi phí nhân công nó rẻ, chất lượng cũng là đảm bảo. Dần dần thì mình nghĩ là về tương lai thì Việt Nam vẫn sẽ là nơi trung tâm thứ hai thay cho bên cạnh Ấn Độ để làm cho những sản xuất những cái thiết bị công nghệ. Trạng thứ hai là sau cho Ấn Độ hay là trên cả Ấn Độ? Sau Ấn Độ. À sau Ấn Độ. Tại vì Ấn Độ thì thực ra nói thẳng ra là Ấn Độ hơn Việt Nam ở chỗ là văn hóa về tiếng Anh. Họ được đào tạo tiếng Anh từ nhỏ. Mặc dù tiếng Anh của Ấn Độ thì đôi khi nó cũng không thể nào bằng, nó không phải là chuẩn nhất nhưng mà dù sao nó vẫn là ổn. Đúng rồi. So với Việt Nam và người Việt Nam mình thì được cái là thích cần cù học hỏi, nhưng mà điểm yếu vẫn là tiếng Anh. Tiếng Anh đúng không? Trong tương lai thì mình nghĩ là với lứa tuổi bây giờ thì các bạn ấy được đào tạo về tiếng Anh khá nhiều, nhưng mà cái chính là các bạn không có kinh nghiệm đi ra trường, bạn ấy vẫn bị cái mindset là tôi tốt nghiệp ra trường là tôi sẽ được cái mức lương phải là tương ứng với cái việc ở cái trường mà tôi đã học, nhưng mà thực tế thì nó không phải như thế. Bạn phải chấp nhận làm những công việc từ nhỏ cho đến lớn thì bạn mới đi lên giỏi được. Rồi, cảm ơn Trường nha. Đây là một số chia sẻ của giám đốc VMware, một trong những hãng hàng đầu về ảo hóa tại Hoa Kỳ. Rồi, chúng ta cùng tiếp tham quan. Đây là khu đi bộ của Hồ Gươm nha các bạn, rất là đông. Hội trường hàng ngày, hàng đêm giờ đông dậy luôn á. Cái này thì chỉ có vào thứ 6, thứ 7, thứ Nhật. Dạ. Đây là khu đi bộ, Hà Nội có hai khu đi bộ là khu đi bộ Trịnh Công Sơn là khu đi bộ này. Hồ Gươm là khu đi bộ đầu tiên. Thời tiết nóng như thế này thì mọi người sẽ tập hay tập xô ra hồ. Đúng rồi. Rồi nếu bạn có thời gian đi lên Hồ Tây á, thì nó sẽ còn có thể sẽ thấy nhiều người bơi. Ok, cảm ơn cả nhà nghe. Đây là một hình ảnh tại Hà Nội, Hồ Gươm. Xin chào cả nhà. Đây là cầu Thúc. Hello cả nhà, ở ngay trước hồ Con Rùa hay hồ Gươm hay hồ Hoàng Kiếm có một quán cà phê trứng rất là ngon mà rất là ít người biết. Nếu là những anh chị Việt Kiều về đó là quán S Time, rất là ít người biết nha mọi người. Và chúng ta cùng theo dõi cái quán này. Đây, đây là quán S Time. Hà Nội Time là viết tắt của Hà Nội á. Đây. Trường qua đây bạn hả? Đây, bạn Trường dắt qua đây. Đây. Hello mọi người. Nghe hả? Tại sao Trường dắt Vũ vị trí chú qua đây để giới thiệu cái quán cà phê đặc biệt này? Vì đây là món cà phê trứng đặc biệt. Đấy. Thật ra thì mình đã từng uống cà phê trứng ở nhiều nơi thì ở đây vẫn là có cái hương vị đó đặc trưng riêng của Hà Nội. Và nổi tiếng nhất là ở chỗ là nó, thứ nhất là nó nằm trên phố đi bộ, thứ hai là nó đúng cái style của Hà Nội là đi vào một cái ngõ đó ngách rất là nhỏ. Đáng lẽ đi xuống cho mọi người thấy là nó như thế nào nha. Mình phải đi ngoằn nghèo mà cái đường rất là nhỏ lên nha. Nó mới đúng cái kiểu uống cà phê trứng ở Hà Nội nó phải như thế. Cái điều ngồi cà phê trứng rồi ha. Cái điều đặc biệt gì của quán này? Là nếu mà Trường là một khách hàng nha. Bây giờ mình chọn lên nha. Khá yên tĩnh. Ngay trước hồ Rùa ha, hồ Gươm. Thì bình thường các bạn có thể ngồi ở đây mình ngắm mọi người đi qua đi lại bình thường mỗi ngày. Thứ hai nữa là nhưng đặc biệt trong ngày đi phố đi bộ có thể ngắm được mọi người đi bộ. Đặc biệt món cà phê trứng này thì ở đây phải mình phải đánh trứng lên là nóng mà phải uống nóng mới ngon nha. Sau đó mình phải vẫn để giữ ấm, tại vì sau nếu mình để nguội bạn cũng sẽ uống nó sẽ không còn ngon nữa, nó sẽ có hơi bị tăng. Chúng ta đặc trưng của cà phê Hà Nội mà đi đâu mình cũng phải nhớ là ở Hà Nội là phải uống cà phê trứng. Dù tới mình là người miền Nam, mình đã sống ở Hà Nội cũng phải được 5 năm rồi. Mình cũng
tìm hiểu văn hóa ở đây khá nhiều. Anh thấy là ở đây có những cầu thang đó, tất cả mọi thứ nó đặc trưng của Hà Nội xưa. Có kệ sách ha, có đèn dầu. À, đèn dầu nè. Đèn lên sông hồi xưa thôi, trong Sài Gòn là đèn lên sông. Cà phê. Để xây cà phê, kim đèn. Đó, rồi, trường có biết là gọi như là có bộ phim mà em và Trịnh á, chưa có phim đó không? Thương mình chưa đi có thời gian đi coi. Nhưng mà cho là cũng ở Hà Nội thì cũng có vài quán nhạc Trịnh, nhưng nó không ở gần trung tâm, nó hơi xa. Ngoài ra thì ở Hà Nội thì còn một cái phố đi bộ ngoài phố đi bộ gương này, cái phố đi bộ thứ hai là nằm gần ngay Hồ Tây, nó gọi là phố Trịnh Công Sơn, phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Mùa này thì các bạn, nếu bạn đến Hà Nội thì bạn sẽ được đang đến ra Hồ Tây, vì ở đấy có sen rất nhiều. Sen Hồ Tây thì sẽ có chè sen Hồ Tây, hay miền Nam thì gọi là trà sen, miền Bắc người ta sẽ gọi là chè. À đúng rồi, chè. Chè sen, tức là muốn làm cái chè sen đó thì người ta sẽ chèo thuyền ra những cái hoa sen đang nở vào buổi sáng sớm, sau đấy người ta sẽ bỏ cái lá chè vào bên trong cái hoa sen, xong rồi cột dây túm lại, xong để hôm sau, tức là khi hoa sen nó nở ra thì nó mới gọi là cái hương sen nó quyện vào trong cái lá chè. Người ta mới lấy cái cắt cái hoa sen đó, người ta đi hốc chân không, người ta bỏ vào đông để uống dần, nó gọi là chè sen. Thì tuy mỗi nhà thì mỗi nhà có nhiều thứ khác nhau, thì có nhà thì người ta sẽ ngắt cái đài sen ra, có nhà thì vẫn giữ nguyên cái đài sen. Nhưng mà khi giữ nguyên đài sen thì cái việc bảo quản chè sen nó sẽ không được lâu, vì nó dễ bị mốc thẩm. Đó là đặc trưng của Hà Nội, nếu có thời gian phải nên đi thưởng thức những thứ đấy. À. Và thưởng thức cà phê ở đây, hoặc là những cái ngõ ngách nó cũng quá rất là quán, như quán cà phê đúng không? Rất nhiều quán cà phê đặt mỗi quán cà phê nhau. À, đây này, Hà Nội Time. Không đơn giản chỉ là quán cà phê ở Hà Nội, là nhà của những người con xa quê, là nơi tìm về một chút Hà Nội xưa, là phòng khách đón tiếp những vị khách quý, hay đơn thuần chỉ là nơi dùng chân giữa dòng đời mỏi mệt. À, hay quá. Nhưng mà chào bà chủ, và bà chủ đây không? Dạ, vâng ạ. Sao bà chủ đặt những cái câu xô ra là ý nghĩa gì? Cái này là bố bà chủ đặt đây ạ. À, bố bà chủ à? Là bố em đúng không? À, những xô là nó hay, nhưng mà rất là hay. Còn hai câu đầu, không đơn giản chỉ là quán cà phê nào, là nhà của những con xa quê, không những con xa quê mà những người con không phải là của gốc Hà Nội, thì tới như ở Sài Gòn, ở Hải Ngoại, ai có thể tới đây cũng giống như coi đây là nhà đúng không? Vâng. Ừ. Quán này có lâu chưa em? Quán được 8 năm rồi anh ạ. Dạ. Quán này có gì đặc biệt để ví dụ những người Việt kiều ở hải ngoại về chiêm nghiệm? Cổ mà. Cái đồ cổ. À, đồ cổ phía trước là anh có quay rồi. Rồi còn cái nhà này cũng có nhà cổ luôn đúng không? Đúng rồi. Nhà thờ Pháp luôn không? Ừ. Pháp xây. Mà bà chủ cũng đẹp nữa. Vâng. Đúng không? Dạ. Rồi, quán cà phê đây là quán cà phê nào? Chị uống gì? À, khách hàng vô không? Đây, thôi mà coi bà chủ tiếp khách đi. Rồi mình quay về rồi, có gì khách hàng Việt kiều về ghé đây uống cà phê nhé. Trước Hồ Hoàn Kiếm. Đây là bánh gì? Bánh gì đi em? À, bánh gai. Bánh gai Hà Nội nha các bạn. Vâng, anh dùng đi. Thiếu là nước lào nữa đúng rồi. Đây, nước lào luôn. Hay làm tiếu em còn hút gái coi. Mà muốn làm á. Uống sừng nhất luôn. Cái bàn tay qua đây thích muốn chào lắm. Thử xong rồi xây tại chỗ luôn. Ok, giờ mời mọi người thử cà phê trứng nha. Trường uống hay sao? Ổn mà. Ổn không? Bây giờ vị trí chú thử nha. Lần đầu tiên thử cà phê trứng ở đây. Vậy lần cho nó đều. Sao cậu không khen ngon hay như họ là quá ngon, mà gọi là ổn, cứ ổn là gọi good hả? Ừ. Ổn là good hả? Ở miền Bắc gọi là ổn là good hả? Không, ổn hoài à.
mình thì mình không rất kiệm lời cho việc khen. Cái này thì nói với mình ngon, xong rồi nó phải tùy theo khẩu vị. Cái ổn. Nó cái style mà cũng có thể uống ở rất nhiều nơi thì mỗi nơi nó sẽ có một mùi vị đặc trưng riêng. Nhưng mà đây thì cái vị trứng nó rất là thơm, ngậy. Ngậy của nó cái bọc bóc ra mùi trứng. Bóc ra mùi trứng, vẫn giữ nguyên mùi trứng. Có một mùi chín mùi cà phê nhưng mà nó không có mùi tăng của trứng. Nhưng một số nơi họ vẫn để một mùi tăng của trứng. Nên ra chúng ta trứng nó bị mất đi cái vị đặc trưng. Cái món này lại là món của mùa đông. Đúng rồi, uống á, nếu mà uống một ly sữa nóng trứng này là uống mùa lạnh á, mùa đông lạnh á thì nó ngon hơn. Đây là vị chị chú tranh thủ mở kênh chị chú quảng cáo luôn à, mọi người thấy không? À, quảng cáo mà nớ mọi người à. Rồi, đáng nữa mình sẽ quay cái hẻm đi xuống cho mọi người coi nhé. Đây, trong quán cà phê có trống đồng, đèn, gỗ. Đây, kế bên bà chủ xinh đẹp là ba của bà chủ. Đây là một cái truyền thống của người Hà Nội là hút thuốc lào, đúng không chú? À, giai Hà là giai Hà Nội hút thuốc lào đúng không? Hôm nào hút người thì rất là hôi. Dạ. Nhưng mà nếu mà hút trong phòng ấy, yeah, cái khói thuốc lào nó áo nó mà quần áo nó không hôi được thuốc lào, yeah, thuốc lá lại hôi hơn. Thực ra là những người hút thuốc lào hay bị nghiện thuốc lào gì đấy, yeah, đầu hút thì người khác, theo người hút thuốc lào không biết. Thuốc lào mình bỏ thuốc vô ống nha, sao chứ? Mình bỏ ống mình bỏ thuốc vô đường nào? Tùy lượng mình hút. À, mình bỏ ở đây đúng không? Ở đây mình hút trong cái khói nó đủ miệng thôi. Dạ. Yeah. Kể cả nó còn mình hút bỏ đi. Ừ. Chú có nghe nhạc Trịnh Công Sơn không? Chú mê. Mê phải không? Dạ, chú biết là cô Khánh Ly sẽ hát cho Về Việt Nam hát vào ngày 16 tháng 7 này ở Hà Nội và xuyên Việt luôn không? À, chế biết cái chương trình mới này như nào? Ừ. Đấy, nhưng mà trước đây thì cũng gặp anh Ly một lần rồi. Dạ, chú gặp anh Khánh Ly lần hả? Chú có mê giọng hát của cô Khánh Ly không? Giọng hát bao nhiêu năm là say đắm lòng người. Ừ. Đưa nhạc Trịnh lên hẳn một cái tầm khác. Dạ. Nếu mà ông Khánh Ly mà hát cái nhạc Trịnh ấy, ngày xưa ở Sài Gòn ấy. Dạ. Sài Gòn người ta đã kể chuyện rồi. Thì ông Trịnh Công Sơn ông đi phòng trà, ông nghe thấy Khánh Ly hát cái bài nhạc của ông. Dạ. Ông chạy ra, ông bảo là ông Khánh Ly, ông bảo bá nha, bá tử kỳ đấy. Yeah. Đúng câu của ông Trịnh Công Sơn. Dạ, đúng rồi. Đấy, coi Khánh Ly như là bá nha, tử kỳ, cái âm nhạc hợp nhau. Dạ, đúng rồi. Có rất nhiều người hát cái nhạc Trịnh Công Sơn hay. Dạ. Người ta chỉ hay được một bài thôi, hoặc là một vài bài, đúng không? Dạ. Nhưng mà để mà ổn định như Khánh Ly thì hiếm luôn rồi. Dạ. Cô Khánh Ly hầu như là hát tất cả những bài hát của Trịnh Công Sơn rất là hay. Đều... Em có mê giọng hát Khánh Ly không em gái? Bà chủ. Nghe trẻ này thì tụi nó không biết đâu. Dạ hả? Trẻ nó tự nghe, tụi nó nghe trẻ sau này. Cũng có thể những cái bài hát đấy nhà tụi nó nghe cái giả dụ như thích Hà Lê hơn chẳng hạn. À, đúng không? Hà Lê là con không biết. Hà Lê là ai em? Nhạc sĩ trẻ. Nhạc sĩ trẻ. Nhạc Trịnh Sơn này. Hay lắm. Hay lắm. Cái YouTube của Trịnh Sơn hay lắm. Dạ. Yeah. Hát một cái trường phái khác, một trường phái khác mà đại khái nào cũng. Đây chú thấy ai quen quen không? Dạ. Chú thấy ai quen quen không? Chảo. Dạ đúng rồi. Chảo ấy. Gì thế à? Dạ đúng rồi. Cái đêm một. Dạ VTV một. Đó phải vị trí chú, vị trí chú. Cái gì? VTV một là ở Việt Nam. Đây là vị trí chú. Vị trí chú ở bên Cali. Dạ. Chào em là cũng về giới âm nhạc đấy ạ.
Dạ con là cũng làm về truyền thông ở bên hải ngoại. Con cũng biết những người nghệ sĩ ở bên hải ngoại. Con biết cô Khánh Ly. Rồi nhân dịp về đây con đi chơi từ Nam ra Bắc để ghi hình rồi giới thiệu văn hóa, ẩm thực rồi du lịch Việt Nam luôn. Em có em nhạc gốc không? Con nhạc rock à? Chú hỏi con cái gì, mê hạt nhạc rock không hả? Có yêu nhạc rock không? Con cũng mê hạt rock. Chú cũng mê nhạc rock. Hạt rock ở Việt Nam mình có nhóm ví dụ Trần Lập á, là nhạc rock Bức Tường. Bức Tường là cái nhóm sinh viên rất nổi tiếng từ ngày xưa khi mà nó thi cái chương trình gala sinh viên. Dạ. Bây giờ cái nhạc rock đấy Bức Tường nó phục hồi lại. Mới phục hồi lại được một năm khi sau khi ông Trần Lập mất. Dạ. Lần này có ca sĩ trẻ Phạm Anh Khoa. Phạm Anh Khoa đúng không? Cũng là linh hồn hát của cái dòng nhạc này. Dạ. Thì chú cũng thân với Phạm Anh Khoa. Chú thân Phạm Anh Khoa. Phạm Anh Khoa ra đây biểu diễn này nên đi chơi chú liên tục. À cảm ơn em. Rồi cảm ơn em nhé. Cảm ơn chú nhé. Mấy em để ra kia cho mấy Rồi cảm ơn chú nhé. Chú có gửi lời chào gì đến những khán giả ở bên hải ngoại, đặc biệt là ở bên Cali không? Bên Cali á? Dạ. Chú có bạn bè gì ở bên Cali không? Bạn thì mấy năm nay từ dịch giã là cũng chả liên lạc lại. Dạ. Nếu mà nói để bạn chơi bên Cali chú có nhiều không? Dạ. Bạn chơi kiểu như Việt Kiều ở đây chơi. Bạn Kiều, dạ. Con đáp anh chung bằng Kiều đấy. À, ở bên Cali con đá banh chung bằng Kiều ấy. Okay. Đúng rồi, anh đá với bằng đằng Kiều của Đăng Nguyên trong show của Khánh Ly là anh bằng Kiều này. Bằng Kiều ở đây không? À, bây giờ anh bằng Kiều như về chuẩn bị hát trong show của Khánh Ly á. Nếu mà bằng Kiều về Việt Nam nha, ra ngoài Bắc này nha, thì nó cái câu lạc bộ của Dưa Hấu ấy. Dạ. Cái câu lạc bộ của em tôi là nó thành lập cái câu lạc bộ đấy thì bằng Kiều với cả Tuấn Hưng thì nó là cái xương sống của cái câu lạc bộ đấy. Dạ. Thỉnh thoảng bọn tôi cũng lên đấy là hay uống rượu bọn nó. À dạ hả. Thỉnh thoảng cái quán đấy là ca sĩ ca siếc hay tụ về đấy. Nằm ở đâu rồi chú? Cái chương trình đấy bọn nó là chạy show liên tục. Ví dụ như tháng này bọn nó tổ chức ở cái quán này, tháng sau tổ chức ở quán kia, cái địa điểm đó. Đấy, tụ tập những anh em ca sĩ mà đến đây ngồi uống nước, giao lưu với nhau, hát tặng nhau một vài bài vô tư. Rồi bà chủ có quen ai ở bên Mỹ không? Bên Cali không? Không quen ai hả? Không quen ai luôn. Hay thế. Tưởng quen ai gì gửi lời chào nhé. Bây giờ hỏi tôi đi, nhớ ra cái người là ở Cali thì hơi khó. Dạ. Rồi cảm ơn chú rất nhiều nha. Đây là đường đi xuống nha mọi người. Cái đường rất là nhỏ. Dạ. Bốn ông này có phải bốn ông người Mỹ không? Đấy, bốn ông người Mỹ đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đấy. Đây là cái quán của quán chú là có đại chú giới thiệu là có điệp viên 007 của Mỹ là có CIA đến để theo dõi nha, luôn ạ. Là chương trình an ninh của Bộ Hồ là cả cái đoàn đấy nó thuê hết tất cả nó. Đúng rồi, theo để đi, lúc mà ông Obama, cựu tổng thống Obama đi qua ở đây nó phải có điệp viên đi ngắm á. Thuê nó bắn tỉa luôn á. Bắn tỉa luôn á. Bảo quản an ninh đây. Đúng rồi, bắn tỉa luôn á, có lính bắn tỉa đó luôn á chứ. Rồi, cảm ơn bác nha. Dạ. Đây là đường đi xuống. Đây là cái ngõ đi ra nha mọi người. Chưa cầm giùm mình đi để ngồi mọi người thấy cái ngõ nhỏ như thế nào. Đây. Đây nó nhỏ luôn. Mình đứng ngang rồi. Đây. Nó rất là nhỏ luôn. Đó mọi người thấy nhỏ không? Đây là